Hello, chào mọi người, quay trở lại channel của mình là Tôn 2K5 Gaming bên đây. Nãy làm một cái đột nhiên ấn chung cái nút nào rồi. Hận quá, nên tôi làm lại. Nay mình dùng Vicento Clearbot nên mình đã nói thì hai con khỉ mình đã làm xong rồi thì ok mình chờ con bug ghi, vì con bug ghi nó không cái dạng như là thế nào cho nó chính xác nhỉ. Nó dạng như không dùng kiếm được á. Không dùng kiếm là nó được á, nên mình sẽ buộc phải dùng lắc led vậy. Thôi dùng Super Human luôn đi. Cày lên 500 thôi, thôi lắc lét tiếp tục và mình sẽ đợi bất gì hen anh em nghe bài Berlin vậy. Ui đang lợm lợm tự nhiên đang không loài kia bên này á thì nghe hơi vô lý. Ok anh em ơi, nó ra rồi đồng nghĩa với đập mà sao đập được nó? Nó chóp mà. Vô lý. À. Chậm quá. Rồi ok, qua YT nè. Cho nó nhanh anh em xin nha. Và ok mình sẽ chỉ anh em cách tải Minecraft của mình ha. Mình định dùng T Launcher anh em ạ. Anh em ấn T Launcher thế này. Đó, anh em ấn T Launcher ha. T Launcher là bắn T anh em. Đâu rồi, anh em chọn phiên bản mới nhất hiện giờ ha. Phiên bản nào đây? Nó đẹp đây, 2020 à. T Launcher, download T Launcher for Minecraft. Xong á, anh em T Launcher thế này ha. Anh em cứ đừng, anh em chơi BA thì dùng này ha. Anh em mà chơi BA, PC á, anh em đánh download T Launcher, chọn platform của mình, Windows, Apple hay là gì gì đó, anh em ấn vô. Mình không hiểu rõ này lắm. Anh em cài đặt đồ các kiểu, anh nâng cấp phiên bản mới nhất lên là T Launcher 2.69 hiện tại mình đang dùng ha. Ok. Cyber ra lâu quá. Đây mình chỉ giới thiệu sơ sơ vậy thôi ha. Rồi mình sẽ quay lại. Ok, xanh ra rồi anh em. Shang has spawned. Time to kill. Solo luôn, không out. Try hard time. Kill him. Finish him. Rồi ok. Giờ mình sẽ qua con boss gọi là Akainu. À, Khải Nú Thái mà. Nhà tù đâu?
Oh, I forgot about that. He don't remind me. I think I forgot about that too. Tại em mình không nhắc anh chết mẹ mình. Chắc mình kêu luôn Frankie quá. Anh em cái đảo đó là đảo người cá nha. Đó, cái đảo vạch đó là cái đảo người cá đó. That's the Fishman Island. I think so, but I don't know. It have go to the can, but I don't really like to do. Stupid Spaghetti. Mỗi ngu nè. Còn tao qua chết qua đình nữa, lấy luôn cái nhiệm vụ. Lấy luôn nhiệm vụ anh em ơi. Oh, so lag. 5k ping. No. Hiệu không, đương nhiên sẽ hiệu. 6k ping. Michael Jackson. What is that over there? Gì vậy? So luck. Vãi nồi cả mạng. Mạng nó muốn kiểu gì thế này không biết. À chết rồi, nó chết, mình không chết. 16k bình. No. Ờ, được cái tem này. 16k bình. Cái gì vậy? Mười sáu ca binh mạng chắc chắn luôn. Trời ơi, một pha admin cho phát không thể nào ngờ hơn. 16 ca binh vãi rồi, mặc dù mạng của mình nó ổn định rồi nha anh em. Tới ngày 1/6 nó còn mạng nữa, em mong mình nó ổn định rồi. Nhưng mà mỗi tội thì game Roblox lag quá. There's a Fishman Island here. Swan time. Để lúc sợ có Swan rồi. Dolphy ơi. Cái gì? Đưa vào la đi phượt. Và là quắn không trượt phát lào. Đấy là ví dụ đấy. Động tao mày. Rồi. Đến Akainu. Ok, mình đã tới Akainu rồi anh em. Tí mình sẽ nối clip này với clip kia. Magma Emerald. Rên gì ấm mày? Tí mình sẽ ghép clip này với clip kia. À dạ. Thank you.
Xong qua Fishman Zone thôi. Mình sẽ không nói gì nha. Mình sẽ để clip này. Mình vẫn sẽ làm nhưng mà mình sẽ không nói gì. Gonna stand for faith. Bên kia có cái gì sáng sáng? Cái gì vậy nhỉ? Trời má ơi, kính. Cái kính rồi hết hồn. À mình quên nói, cái tộc thỏ mình đó chỉ mình nó mình lướt rồi mình giảm, mình chỉ còn 15 năng lượng một lần nước thôi nha. Một lần lướt thôi nha này. Rất là lợi. Ờ mình dặn thật sự. Con người cá kế bên nhà tù mình hồi sinh cho mình bay lại. Mình dặn thật sự anh em ạ. À. Xong rồi mình sẽ lên Sky 2 anh em ha. No 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 no. Rồi mình sẽ không nói gì từ đoạn này trở đi. Thằng này. Chụp chó. Rồi mình sẽ tới chỗ của Sky 2. Lao mày bay được này lại anh lên Bika mà Ôi cái tay quen thói.
Let's go to Frankie. Anh em cho mình hỏi mình có nên mua banh để mình săn bao tay không ta? Bây giờ tại cái bảng start thế này thì cái banh là nên mua rồi á. Nhưng mà khi nào mình sẽ làm một cái bảng top 10 cho ác quỷ anh em có thể săn bao tay ngon, bổ, rẻ. Mà OB với Mochi thì mình không chắc anh em có thể bỏ rẻ. Tất nhiên là Goro từ Gura trở xuống anh em không có thể nào bỏ rẻ được rồi nha. Gura trở lên chứ là lộn. À, không thể nào bỏ rẻ được. Lắc mắc loài e ra rẻ rẻ cái gì. Chịu hơn. Đợi con xanh full hết cả boss. Chơi luôn khô máu mày luôn nữa đi. À da. Ây à, huynh đệ à, đánh giấm ở ngoài môi trường sông sạch này không thế là không tốt là tốt đâu nha. Bạn á, đánh giấm là phải giấu tay, giấu cả chân luôn, giấu hết cả mông mình luôn. Chứ bạn đánh giấm liên tục thế này ai ngửi nổi bạn nè. Húi mũi người ta bớt, ung thư đừng hô hấp luôn nghe. Nên cho bạn á, con nhân vật mình được, có đang đeo. Ây da, để mình nói cái con nào á hả. Mai cho bạn con nhân vật mình đang đeo khẩu trang trong thời này giờ mình đập chết cha bạn rồi mà mình cùng bạn cũng sắp bị mình đập chết ở đâu nữa. Ung thư mũi người ta hết hư quá à, hư là bị đập, ngô cũng bị đập, giờ lấy hay là sao cũng bị đập, bắn luôn, đập luôn, chơi luôn, khô máu mình luôn. Ok, qua tâm giới. Ok. Ok anh em, diamond đã ra. Mình sẽ bật hack cái quan sát được rồi. Được 5k điểm né rồi nên mình không sợ lắm. Thank you.
Rồi ok, mình sẽ qua chỗ con Jeremy anh em ha. Đang có anime thì game bọn này ra phát cũng vui con nè. Ok, Fujitora. Mình đang đợi Mochi sale anh em ạ. À. Và nhà máy cũng ra để đánh lấy trái ác quỷ nữa. Hy vọng ra Mochi để mình còn là sau có cái clip solo vậy anh em. Mochi solo Pika. Solo cả Yoru nữa. Đã đời. Mình còn nhiều clip solo lắm. Holy moly. Ây da. Sao quên à. Bốc tập thỏ lên chạy. Tiếp ra không phải là V2. Cái nốt hiện tại đang có Vicento V2 này mà mình sẽ hy vọng khi nào em ấy cho mình đồ ý mượn Vicento V2 của em thì mình sẽ làm một cái clip solo giữa Vicento V2 và Zoro V2 nè. Hai con quái vật. Anh em ơi quay lại rồi. Mẹ quảng cáo khó chịu thật sự. À xóm mình hát karaoke nữa nhá. Biết phiền rồi trời. Mẹ con Fujitora khốn nạn.
còn giữ khoảng cách nữa ông ơi. Lần này sẽ là cuộc chiến sắp bằng bền rồi. Thế mình cay ghét đắng cái quảng cáo. V2 thì dễ dùng hơn V1. V1 cứ lửa chém thế này khó chịu quá. Ấy da. Ơ. Mình đã chỉ yếu thế với máu lại anh em ạ. Ok. Holy shit. What's up ok nào. Và mình sẽ kết thúc bà có full diện. Flamingo anh em ạ. Ôi. Chết mất. Xong và ăn cơm hù hù. Mình chưa cài xong cái Zitae nữa chứ. Từ hồi update 10 tới giờ mình chưa cài luôn á. Dạng lời anh em. Quán này ít nhất phải lên được 2 cấp. Cứ dí xong đít trong quán. Chết. Mày ra kiểu quan sát. Vô luôn. Ok, là 3 cấp luôn. Flamingo. Bắn con này được ba mươi mấy, hơn hai mấy gần 30.000 belly anh em ạ. Nên con này anh em muốn săn belly á, và em săn con này với con lao là nhiều. Là belly anh em là mầm luôn á. Đó chỉ là lời khuyên mình thôi anh em ha. Anh em thích nào có thể vận dụng thì không thích thì thôi. Đơn giản mà ai hi hi. Từ khi mình chơi chán chán á, là bắt đầu là lúc đó là ông ta đã nghỉ game rồi anh em ạ. Giật rồi. Mà xin combo với cái này là bởi vì đây là con Flamingo anh em ạ. Không có nhờn được đâu. Mày chi cả super human, ôi ôi má. Chết cha. Hẹo rồi. Holy shit. Ôi, nó xả mát. Mát luôn hai kiểu quan sát rồi.
Rồi nằm. Mỗi cắn khó chịu. Vừa mưa xong khó chịu thật sự anh em, các khớp tay khớp chân rồi thì tê tê hết, vừa mưa xong luôn á thì mũi lên nằm âm mà tối nữa. Lát nữa ui skill nó dài thật sự, mình nó không dài bằng đấy nữa. Con này mặn vãi bíp. Holy moly. Ok. Thôi clip mình dừng ở đây nha anh em. Anh em thích thì để một like, share, comment ha. Hơn nữa thích là nữa ấn vào cái chuông ủng hộ mình ha. Ấn vào đăng ký và comment ý kiến bên dưới bạn thế nào về cái Bicento này. Trời ơi nó mặn gì đâu á. Rồi tạm biệt mọi người nha mọi người. Hẹn mọi người vào clip sau.